Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Huyền. Năm nay mình 28 tuổi và mình đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ về một sản phẩm của Miss Queen, một sản phẩm về đông y lành tính và trị mụn và dưỡng da rất là tốt mà mình đang sử dụng. Và cái này cũng không mang tính chất quảng cáo nhiều, bởi vì là đây là một cái sản phẩm mà mình đã biết từ rất là lâu rồi, bởi vì là mình có được quen biết với lại một số anh chị làm ở bên mảng này và mình đã biết về cái sản phẩm trị mụn của Miss Queen từ rất là lâu, nhưng mà không có dám dùng bởi vì là mình vẫn mặc định ở trong đầu của mình là những cái sản phẩm mà về rượu thuốc hoặc là về đông y hay là gia truyền gì đó thì mình rất là ngại dùng, bởi vì là các bạn mà hay chơi với mình thì cũng biết là da mình khá là nhạy cảm. Tức là từ lúc mà mình 15 tuổi thì mặt mình luôn luôn là rất là dễ bị kích ứng, tức là có những cái giai đoạn mà mặt mình bị lên mụn rất là nhiều, rất là kinh khủng. Các bạn có hay coi những cái clip nặng mụn ở trên mạng không? Những cái mặt mà các bạn mà cứ cảm giác như mỗi cái lỗ chân lông là một cái mụn đó thì thì cái mặt mình cũng y như vậy, tức là mụn rất là nhiều, mụn lên lấm chấm rất là nhiều, và có cả mụn viêm này, mụn bọc này, mụn đầu đen này, rất là tất tật tất cả thể loại mụn đều có xuất hiện ở trên mặt của mình. Thì sau cái thời kỳ dậy thì á, thì mình đã hết mụn rồi, nhưng mà sau này khi mà mình đi làm văn phòng, những cái yếu tố khác ví dụ như là bị áp lực bởi công việc, thức khuya hay là bị những cái vấn đề khác làm cho cái nội tiết tố của mình nó bị ảnh hưởng và mình lại lên mụn nữa. Tức là mình sẽ có những cái thời gian là lên mụn, hết mụn rồi xong rồi lên mụn rồi là hết mụn, rồi da mình chưa bao giờ hết hẳn mụn cả. Rất là cực khổ. Thì lúc đó thì mình dùng rất là nhiều sản phẩm trị mụn khác nhau của những cái hãng khá là nổi tiếng và uy tín, nhưng mà nó không có chữa hoàn toàn được mụn của mình. Lý do là bởi vì cái da mình nó cực kỳ nhạy cảm luôn, và nó kiểu như là da da hỗn hợp ấy, vừa nhờn rồi vừa dầu rồi rất là nhiều 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 thứ. Tức là mình bôi bất kỳ cái gì lên da của mình thì mình đều cảm thấy là bị kích ứng cả, nên là mình có tìm tới bệnh viện da liễu và mình dùng rất là nhiều loại thuốc nhưng mà không được. Thì tới nước cuối cùng thì là mình mới nghĩ tới việc là tìm tới Miss Queen trị mụn. Lý do mà mình tìm tới Miss Queen là mình không còn một cái sự lựa chọn nào khác cả, tức là bây giờ là kiểu như là cùi không sợ lỡ rồi, tức là tức là nếu mà giờ không trị mụn được nữa, bây giờ dùng cái dù xài Miss Queen được hay không thì cũng phải xài thôi, tại vì không còn cách nào khác. Thì lúc đó mình mới dùng tới sản phẩm trị mụn của Miss Queen. Thì các bạn mà hay chơi với mình á, thì cũng biết là mình là vừa bị mụn này, vừa bị lỗ chân lông to này, rồi bị rất là nhiều vấn đề về da. Thì khi mà mình dùng trị mụn của Miss Queen thì trước tiên là mình phải dùng một loại, làm một cái chai là chai trị mụn, một cái chai trị mụn. Thì cái chai này trước tiên á, là khi mà mình bôi lên da thì là nó sẽ tự động là cắt nhờn cho da, cắt nhờn, tức là da mặt của mình nó sẽ bớt bị nhờn, đổ bóng dầu hơn. Sau đấy thì là bắt đầu là tất cả những cái mụn ẩn ở dưới da nó sẽ được đẩy lên, và khi mà mình tiếp tục bôi thuốc thì là những cái nhân mụn này nó sẽ bị khô và nó bị bong ra ngoài. Thì cái liệu trình của các bạn khác thì như thế nào mình không biết, nhưng mà cái liệu trình của mình điều trị thì nó khá là lâu, bởi vì là cái da của mình ấy nó bị hư khá là nặng. Thì khi mà mình dùng thì mình dùng tới tận khoảng 2 đến 3 tháng thì mới bắt đầu là da mình không còn mụn nữa. Và như tới cái thời điểm hiện tại ấy, thì là mình đang điều trị cái phần mà lỗ chân lông to, mình đang quay bằng camera thường, tức là tất cả những cái khuyết điểm ở trên khuôn mặt của mình đều 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 được show ra trước ống kính như thế này, tại vì là tại vì là các bạn thấy không, tức là cái lỗ chân lông của mình hiện tại thì mình đã hết mụn rồi, nhưng mà cái lỗ chân lông của mình thì vẫn còn khá là to. Cái này là mình vẫn đang phải dùng thuốc của Miss Queen và vẫn phải đang điều trị. Và cái khuôn mặt này của mình hiện tại là khuôn mặt mọc 100%, tức là
mình không hề có một cái lớp nào ở trên mặt của mình cả, kể cả là kem chống nắng hay là kem dưỡng đều đều không có, mình chỉ có đánh một chút son thôi. Thì đây là mặt mộc 100% của mình. Thì mình đang dùng kèm với một cái loại là trị thâm, tại vì khi mà mình bị mụn ấy, mình hay nặng mụn nên là trên mặt mình để lại khá là nhiều sẹo, và lúc đó mình bị mụn mình còn bị cả dưới cổ nữa cơ. Thì cái này là một cái lăn trị thâm, khi mà mình lăn lên những cái phần mà bị thâm của mình ấy thì nó sẽ giảm. Và ngoài ra thì mình còn dùng thêm một cái loại nữa, là cái này là một cái để trị thâm vùng mắt. Thì các bạn không biết là tới cái tuổi này rồi á, thì là cái việc mà bị thâm vùng mắt cực kỳ là nghiêm trọng và kinh khủng luôn. Thì cái tip này là cái mà chị Quyên đã cho mình để trị thâm vùng mắt. Thì mình là thường xuyên là bị mất ngủ, mình bị mất ngủ rất là nghiêm trọng, và mình cũng đã tìm rất là nhiều biện pháp rồi, nhưng mà cái mắt của mình thì nó mình đã dùng rất là nhiều thứ nhưng mà mắt mình vẫn rất là thâm. Nên là khi mà tìm tới Miss Queen thì là chị Queen đã cho mình cái này, tức là một cái để trị thâm vùng mắt, xài rất là hiệu quả. Hôm trước là mắt mình bị thâm mà nó trũng hẳn xuống dưới này cơ, nhưng mà sau một thời gian mình xài thì nó đã khả quan hơn rồi. Và lúc trước thì khi mà mình bị mụn và bị thâm quầng ấy thì mình thường dùng cái biện pháp là thường là mình trang điểm những cái lớp rất là dày, và mình che khuyết điểm, mình trang điểm rất là nhiều, mình trang điểm mỗi ngày, tại vì mình phải đi làm và công việc của mình phải tiếp xúc với lại khách hàng rất là nhiều, và mình rất là ngại và rất là tự ti khi mà show mặt mộc ra, bởi vì mặt mộc của mình rất xấu, nên là mình thường dùng cách là trang điểm để che đi bớt những cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà sau đó thì mình nhận ra là cứ càng trang điểm càng nhiều thì cái mặt của mình nó lại càng cảm thấy nó bí và nó lại càng trở nên tồi tệ hơn. Thì mình tìm tới cái sản phẩm này, và hiện tại tới thời điểm hiện tại thì là mình đã khá là tự tin với lại cái khuôn mặt mộc của mình rồi. Và mình cũng, cái này là một cái chia sẻ của mình thôi, tức là chị em của mình thì cứ có thể là mình trang điểm để mình đẹp hơn cũng được, nhưng mà cái góc của mặt của mình á, thì mình cũng phải cố gắng để chăm sóc một chút. Thì hiện tại thì mình vẫn đang tiếp tục trên con đường điều trị để làm đẹp. Bởi vì là có rất là nhiều cái phương pháp khác nhau mà các bạn có thể chọn để làm đẹp da, có những cái phương pháp tự nhiên và có những cái phương pháp nhân tạo nữa, và tùy cái sự phù hợp của làn da của các bạn có thể chọn những cái phương pháp khác nhau. Thì cái này mình không có ý kiến. Ở đây mình chỉ chia sẻ một cái loại, một cái cách mà mình đã dùng và mình đã cảm thấy là nó hiệu quả, và đây cũng là một cái cách để mình chia sẻ, cũng như là mình cảm ơn đến Miss Queen đã thật sự là đã tư vấn và đã giúp đỡ mình rất là nhiều. Tại vì bên Miss Queen thì là các bạn sẽ xem xét cái làn da của mình, sau đó thì mới tư vấn cái lộ trình chăm sóc cho mình. Và theo mình được biết thì ở bên Miss Queen còn các bạn còn có cả những cái sản phẩm về thực dưỡng và những cái sản phẩm chăm sóc da tóc và chăm sóc sức khỏe rất là tốt, thì là các bạn vẫn cũng có thể là tham khảo thử ở cái trang là Miss Queen chuyên trị mụn nám. Thì mình đã thử và mình đã giới thiệu cho rất là nhiều người bạn bè của mình cũng như là người thân của mình sử dụng những cái sản phẩm của Miss Queen. Thì phải nói là nó khá là ổn, khá hiệu quả, và giá cả thì cũng rất là phải chăng so với những cái sản phẩm mà chị mụn đắt đỏ trên thị trường, thì các bạn cũng có thể tham khảo sơ qua. Tạm biệt các bạn.